Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh nhé. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án BabyDoug tham gia dự án một phần làm giúp tên mô tả cho mình nhé. Sau đấy mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả để mọi người chat report. Ở đây mọi người sẽ bấm bắt đầu mình. Rồi, nhập mã captcha cho mình nhé. Ok, bấm continue, bấm submit, join vào kênh group và kênh channel telegram, sau đây bấm don, bấm channel này, ok quay trở lại, bấm vào don. Tiếp theo nhiệm vụ retweet, like và post 3 người bạn trên Twitter, mọi người mở lên. Ở đây mọi người muốn theo dõi cho mình nè. Sau đây kéo xuống dưới. Bài đăng của nó ở đây nhé. Ở đây thì mọi người có thể là like này. Tốt nhất là mọi người retweet lại bài đầu tiên cho mình nhé. Đây, bài đầu tiên này đi. Phân tích này, retweet tag 3 người bạn. Ok, sau đó bấm tweet lại nhá. Sau đó quay trở lại, mọi người sẽ copy profile link kênh Twitter của mọi người gửi vào đây cho mình nhá. Ok, nhiệm vụ tiếp tục. Nó hỏi mọi người đã join vào kênh liên kết chưa? Ở đây mọi người sẽ join rồi đúng không? Bấm don. Retweet lại kênh liên kết, mở Twitter lên, mọi người sẽ retweet lại kênh liên kết cho nó. Ở đây mọi người bấm thích này, sẽ retweet lại kênh liên kết. Ok. Quay trở lại, bấm vào Z, địa chỉ ví mọi người dùng địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví BSC ở ví Trust Wallet hoặc MetaMask, sau đây gửi vào đây cho mình nhé. Ok, và cuối cùng mọi người sẽ có link Red mà chia sẻ bạn bè người thân để kiếm thêm tiếp cận, bấm Started mà chia sẻ dư. Ok, vừa rồi mình đã hướng dẫn mọi người một dự án random nhận token BabyDoug nha mọi người nhé. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo.